Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay ngày 28 tháng 3 năm 2022, mình muốn chia sẻ cho các bạn một dòng lan, đó chính là Đai Châu Thái lá mít xếp. Những dòng lan này các bạn trồng từ bây giờ cho đến Tết thì các em sẽ cho ra bông. Và em này thường em hay nở đúng vào dịp Tết, vì vậy mà người ta gọi em cái tên là Nghinh Xuân, hay thường gọi là Ngọc Điểm. Đai Châu cũng là một. Thì trong cái dòng Đai Châu thì có hai loại, chủ yếu là một loại Đai Châu Thái và Đai Châu rừng. Đai Châu rừng thì nó chỉ ra một cái màu là màu trắng tím, màu đốm đấy các bạn. Nên vì vậy mà người Thái Lan họ mới lai tạo ra cái cây Đai Châu Thái, nó rất là nhiều màu. Cái lô này ở vườn nhà mình nó ra độ gần chục màu các bạn nhé. Chục màu đỏ, trắng, đốm, bò sữa, cam, vàng, tím, rất là nhiều. Thì một chậu này bên mình bán với giá là combo là, nếu các bạn mà mua 5 cây combo 5 màu khác nhau thì bên mình sẽ bao ship cho các bạn là 750.000. Còn nếu mà các bạn mà mua 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây mình cũng ship hàng nhé. Và một chậu là bán với giá là 150.000. Đai Châu Thái lá mít xếp. Có những bộ rễ rất là xanh. Nó là dòng Đai Châu Thái lá mít xếp. Lá mít là lá ngắn, bản lá bự. Lá xếp đó chính là các cái lá nó xếp khít lại với nhau, người ta gọi là Đai Châu Thái lá mít xếp. Trong cái dòng Đai Châu Thái thì có rất là nhiều kiểu lá khác nhau và có rất nhiều màu sắc khác nhau. Khi các bạn mà mua hàng thì chúng ta nên hỏi nhà vườn là bán loại lá gì. Chia sẻ thật là chi tiết bởi vì nó hơn nhau là kiểu lá. Một năm nó ra bông chỉ có vào một dịp Tết một lần, nên vì vậy mà chúng ta chỉ chơi bông vào một tháng thôi. Còn 11 tháng thì chúng ta sẽ chơi lá và rễ. Nên vì vậy mà khi các bạn mua hàng, đặc biệt các bạn quan tâm đến bộ lá giúp mình nhé. Hỏi kiểu lá gì để nhà vườn tư vấn. Hơn nhau là kiểu lá đấy các bạn. Còn về màu sắc đấy thì là màu sắc là khoảng độ chục màu khác nhau, thì là mình sẽ cố lựa cho các bạn màu sắc dựa trên cổ lá mà thôi, không thể lựa chuẩn màu được khi mà cây chưa ra bông các bạn nhé. Lựa cổ lá là như thế nào, ví dụ như cái cổ lá đậm này nó sẽ ra một màu, cổ lá nhạt nó sẽ ra một màu là khác này, và mình sẽ chọn một cho các bạn một cái cây màu khác nhé. Màu nào ta, cây màu cây này đi, ví dụ như cây này cây màu trắng, cây cổ trắng này này, thì nó sẽ tỷ lệ nó sổ ra những cây màu trắng cao, trắng, màu cam, màu vàng. Những cây màu nhạt thì nó sẽ ra cái cổ lá này và bộ rễ rất là xanh. Hoặc là mình sẽ lựa cho các bạn một cây cổ loại lá màu đậm nhất. Cây này cây cổ lá màu đậm nhất này. Đó, vì vậy mà các bạn sẽ combo được có một màu này, hai màu này, ba màu này, bốn màu này, đó ít nhất là các bạn được combo là bốn màu. Thì một chậu bên mình bán giá là 150.000 một chậu, và chưa tính ship vận chuyển. Nếu các bạn mà mua 5 chậu thì sẽ được miễn tiền ship, còn nếu các bạn mà mua dưới 5 chậu là phí ship 35.000 nhé. Mình sẽ lấy thước cho đo cho các bạn. Thường thường khi các bạn nhận hàng, các bạn mang cái thước ra các bạn đo là tốt nhất. Bản lá là rộng 4 cm các bạn nhé. Bản lá rộng 4 cm và khoảng cách giữa đầu lá này và đầu lá này nó rơi khoảng độ từ 23 cho đến 30. Cái này là khoảng cách nhau rơi khoảng độ là 27 cm này. Nó là tiêu chuẩn và cây 4 cặp lá, 1 2 3 4, 1 2 3 4 cặp lá. Và thường thường sẽ có bộ rễ xanh như thế này. 80% là sẽ có bộ rễ xanh như thế này. Đây nha. Bản lá rộng 4 cm này. 4 cặp lá, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Khoảng cách 25 cm đúng không các bạn? Nó là tiêu chuẩn. Cây này cũng vậy này. 4 cm này. Đó, 1 2 3 4, 1 2 3 4, và có bộ rễ xanh. Khoảng cách giữa hai lá là bao nhiêu đấy? Em này được 23 cm các bạn này. Đó, cây rất là đẹp. Khi các bạn nhận hàng, các bạn hãy kiểm tra hàng thật là kỹ giúp mình. Đẹp như những gì mà mình chia sẻ thì các bạn hãy nhận hàng thanh toán cho shipper. Còn nếu mà không có đẹp, các bạn không ưng thì các bạn hãy gửi hàng về giúp mình. Mình không thu một đồng nào của các bạn. Còn trong quá trình vận chuyển, nếu mà cây nó bị gãy, bị thối, bị hư hại thì các bạn hãy gọi điện thoại cho bên mình sẽ trừ tiền cho cái đấy cho các bạn. Có rất là nhiều màu khác nhau. Đai Châu Thái lá mít xếp. Các bạn trồng cái em này thì cực kỳ là dễ. Các bạn có thể là trồng hồ điệp hoặc là những cái dòng khác nó chết, nhưng mà trồng cái Đai Châu thì mình thấy tỷ lệ sống rất là cao. Mình thấy là trồng Đai Châu với tỷ lệ sống nó rơi vào khoảng độ là 80%. Những cái cây Đai Châu mà các bạn mua hàng ký, các bạn ghép về nó đã sống 80%. Còn những cái cây mà Đai Châu mà các bạn trồng có chậu sẵn như này rồi thì tỷ lệ sống nó phải lên 90% các bạn nhé.
rất là khó, rất là đơn giản cho cái việc trồng, cây rất khỏe. Hàng này hàng trồng tại Việt Nam đó. Những cây mà có lắm chấm như tin này nó sẽ cổ ra tỷ lệ màu đậm, bộ rễ rất là xanh các bạn ạ. Đai châu Thái lá mít xếp 150 một chậu, cây rất là khỏe. Mình sẽ bảo hành cho các bạn, đó chính là cây ít nhất phải được 4 cặp lá trở lên, cây ít nhất phải được 4 cặp lá. Lá mít xếp, cây có nhiều màu, đẹp ha, bản nó đẹp này các bạn. Cái dòng này nó sẽ ra bông vào dịp Tết và hương nó rất là thơm, mình rất là thích cái dòng này. Các bạn thử nghĩ và xem, các bạn nếu mà không tin những điều mình nói, các bạn có thể sang bên những vườn bên cạnh hoặc là những cái vườn nào mà gần nhất các bạn sang, thì hầu như vườn nào cũng có cây đai châu, nó giống như kiểu là biểu tượng của cây phong lan vậy. Cho dù bạn giàu mấy chăng nữa thì bạn chơi hàng va vấp tiền tỷ, đo tính tiền bằng cm chăng nữa thì nhà các bạn cũng phải trồng cái cây đai châu này. Hoặc cho các bạn là những người mới tập chơi lan chăng nữa thì các bạn cũng biết đến cái tên của cái cây này, cũng phải có một vài chậu. Cái dòng này nó không có kén khách, nói là bình dân thì cũng không phải, mà là phổ thông, phổ thông thì đúng hơn đấy, dòng là dòng phổ thông, giàu cũng chơi, nghèo cũng chơi. Cây rất là đẹp, đai châu Thái lá mít xếp 150.000 một chậu. Hàng này các bạn mà chỉ trồng khoảng độ 3 đến 4 năm nữa thôi thì nó lên được khoảng độ được 10 cặp lá đến 11 cặp lá. Nó là cái dòng rất là đẹp. Cái thế đẹp nhất của cái cây này là phải vào 3 đến 4 năm nữa thì là tuyệt vời. Hiện tại cái này nếu mà ai mà chơi mà không bị áp lực về vấn đề về bông ấy, chơi theo kiểu một cách tự nhiên ấy, thì cái dòng này chỉ là dòng như đồng thôi, còn nít thôi, hàng giống. Cây rất là đẹp các bạn nhé, cổ lá đỏ này, dễ này. Khi các bạn mua hàng bên mình thì bên mình không có yêu cầu về chuyển khoản, không yêu cầu về chuyển khoản, không yêu cầu về đặt cọc, không yêu cầu đặt cọc. Tất cả mọi thứ là các bạn cứ nhận hàng, thanh toán, đẹp thì thanh toán cho shipper, không đẹp thì hoàn về. Trừ những trường hợp bất đắc dĩ các bạn có thể là tặng người thân, hoặc là có thể là muốn chuyển khoản trước về lý do điều kiện thì có thể là bên mình sẽ nhận chuyển khoản mà thôi. Còn bình thường thì bên mình không có nhận chuyển khoản các bạn nhé. Tránh trường hợp bây giờ hiện tại là bán hàng lừa đảo rất là nhiều. Bây giờ các bạn mà chuyển khoản cho mình không có chuyển lan cho các bạn cũng không có lấy lại được tiền, đúng không? Tốt nhất là cứ nhận hàng rồi thanh toán là tốt nhất. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Shop Có TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.